Đầu tiên anh em chuẩn bị cho mình đoạn bit như này, sau đó zoom lớn lên một xíu nhé. Tiếp theo cứ cách một bit anh em, thêm một key. Ở các bit còn lại, anh em zoom lớn một xíu nhé. Vào phần biến đổi và tăng thêm 2% thôi. Sau đó ở giữa key 1 với key 2, anh em làm như mình nhé. Sai phải 1 độ. Tiếp theo chụp Y, anh em kéo xuống -10 hoặc -15 nhé. Giữa key 2 với key 3, anh em làm tương tự. Lưu ý phần xoay anh em, xoay sang trái -1 độ nhé. Cứ làm xen kẽ với hai đoạn còn lại nha. Bây giờ là làm mượt, anh em làm mượt như mọi khi, thêm 2 key hai bên xóa key ở giữa đi. Tiếp tục làm thêm một lần nữa với 2 key còn lại. Cứ làm như thế cho 3 đoạn còn lại nhé. Và đây là kết quả. Sao thì anh em do mình để -15 nên giật hơi mạnh, anh em cứ để -10 là hợp lý rồi nhé. Cảm ơn anh em đã xem video nhé. Để lại bình luận dưới các video, mẫu cấp cất nếu anh em muốn tắt skin đó nha.